Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả. Chào xin bạn. Chào bạn Nam bên kia. Em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm về công tác quản lý xây dựng và môi trường tại Ủy ban xã Hội Nghĩa của tỉnh Bình Dương. Quê em ở đâu? À, dạ em Bình Dương chị. Rồi, mời bạn Nam. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Mình xin phép chào với các bạn khán giả. Em tên Thảo, em sống và làm việc ở Bình Dương. Chưa, chị hỏi là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 30 tuổi. Em đang làm bên xây dựng và tham gia công tác đoàn công tác xã hội. Vậy là hợp quá rồi, bên kia cũng làm xây dựng luôn. Cụ thể làm trai làm việc gì? Dạ, em đi nhận nhà, nhận thầu đồ. À, nhận thầu luôn á hả? Vậy là ngon rồi. Bên kia kiểm tra môi trường xây dựng luôn. Tức là bên này kia kiểm tra bên này đó nha. Kiểm tra môi trường xây dựng là sao em? Mấy chỗ họ xây dựng mình tới mình kiểm tra. Dạ đúng rồi. Ví dụ như nếu như mà công trình nào xây sai á, một là em xử phạt, hai là em bắt tháo dỡ. Nghe chưa? Xây sai là xử phạt, là tháo dỡ nha em. Hơi căng rồi đó. Hơi căng rồi đó nha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ điểm mạnh của em là em hòa đồng, em biết nấu ăn. Nhưng mà nhược điểm của em á thì em nóng tính. Trời đất, em đi kiểm tra người ta mà em nóng tính không, chắc chết. Nhưng mà đối xử với người dân thì khác chị. Khuyết điểm lớn nhất của em là bị mù đường chị. Dạ, mặc dù em ở Bình Dương nhưng mà bỏ em ở Bình Dương này không biết đường về. Trời đất rồi. Rồi, dạ. Bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, là em là chỉ thích hay hát. À, thích giao lưu công tác xã hội, đi chơi, đi công tác quần chúng. Vậy thì hai bên cũng rất là năng động đó ha. Thôi bây giờ mình vô vấn đề tình yêu đi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì em trải qua được một mối tình chính thức và ba mối tình phụ. Ê, một mối chính thức và ba mối phụ. Mối chính mà bao lâu em? Dạ thì trong vòng nửa năm đó chị ơi. Ít gì nữa hả? Dạ. Dạ đó, lúc đó đang còn trẻ, vẫn đang còn bồn bồn cái gì. Còn ba mối tình phụ này là chưa có... Dạ chưa, mới quen một thời gian xong thấy vẫn đang còn bực chột quá. Xong rồi mình hai người tự nhiên... Tự chia tay nhau. Tự chia tay nhau. Rồi, bên đây cũng chưa có mối tình nào sâu sắc cả. Bên kia làm sao? À, dạ, em cũng đã trải qua hai mối tình. À, tại vì do không hợp. Không hợp về tính cách á, quen cũng 2 năm á chị. Rồi quen 2 năm rồi mới thấy không hợp hả? Dạ, tại vì lúc đó mới phát hiện ra có nhiều thứ chị. Nhiều như về quan điểm tình yêu với lại lối sống trong gia đình đó chị. Tại vì em không thích những cái người mà nhậu nhiều. À. Dạ, với lại gia trưởng. Đó thì phải nói rõ vậy. Anh bên kia có nhậu nhiều, có gia này trưởng chắc không? Có nhậu à. Dạ có, nhưng mà em ơi bây giờ anh một tuần cho anh giao lưu với bên thợ thầy của anh được không em? Dạ không, tại vì đi làm á thì tiếp khách là chuyện phải đương nhiên rồi, nhưng mà nhậu là phải biết điểm dừng. Còn giữ tỉnh táo đi về nhà. Và cái đó thì anh làm được. Cái đó tuần thì anh chỉ nhậu được một lần, đi tiếp xúc với thợ thầy trả công thợ. Còn như thứ bảy chủ nhật tính tính tiền lương đó đúng không? Dạ dạ. Yên tâm anh nhậu chừng nào anh xỉnh là anh về thôi. Mà hình như tới sáng anh mới xỉnh. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai lý tưởng của em là không có hói. Dưới đũa tài dữ vậy. Dạ, không không gia trưởng, không lăng nhăng, không hút thuốc. Mà không có hói là đưa lên hàng đầu luôn vậy đó hả? Dạ. Không sao đâu em, có phiên huống, mắc he, ngăn ngừa rụng tóc và mọc tóc. Em mua này em tặng ảnh nha. Dạ. Rồi nếu như anh bị hói, rồi còn gì nữa không? Dạ. Mắc mới gì ta hói không thích. Dạ, dạ không, không như cỡ nhăn lên là được rồi. Ủa anh có hói hả? Hơi hơi. Ảnh hơi hơi hơn anh. Mắc kỳ quá mấy cô, sao mỗi lần tôi nghe hói tôi khó chịu rồi đó. Hối thông minh nha. Dễ thương là được, quan trọng cái tính thôi chứ hối đâu thua gì đâu. Không anh Quyền Linh, em đang quảng cáo cho thuốc mọc tóc luôn á. Có vậy hả? Vậy thì được. Bỏ cái hối được không? Có hơi hối chút được không kìa? Dạ được. Được nha. Đừng có nhắc cái hối đau lòng nhiều người lắm nha. Miễn sao ta thông minh, ta thương yêu vợ con, ta chăm sóc gia đình, người ta đem tiền ta đưa cho vợ là được rồi. Dạ đúng rồi, em thích cái đó. Đúng thích đó ha. Yên tâm. Hiểu rồi ha. Dạ. Hiểu chưa? Chắc chị hơi bệnh coi á chị. Thì biết cái hói rồi coi gì nữa. Còn có tiêu chuẩn gì nữa khác nữa không? Bạn trai về luôn à. Dạ. Thì mẫu bạn trai lý tưởng của em là giống như sếp em hiện giờ vậy chị. Sếp em sao? Là một người của gia đình. Ngày cuối tuần là lúc nào cũng dành riêng chở vợ con đi chơi hết á. Bạn trai ngon lắm à. Dạ chị. Ngon không? Ngon. Dạ cái hói này cũng ngon à. Này cũng cỡ sân bay Long Thành nữa, chuẩn bị hầu xây dựng nha, hàng chi nắng gió dữ ha, dầm xương được. Người ta chắc miễn có tiền là được rồi hả?
rắn rỏi. Rồi bây giờ làm xây dựng mà mình có xây cho mình căn nào chưa? Dạ giờ đang kiếm người để xây, giờ em xây mình cực quá. À, xây mình cực quá sáng mai coi hả? Dạ. Kỳ vậy, thở thiền đâu? Thở nhiều. Dạ thở nhiều lắm. Xây nhưng mà có nhà. Mà có đất đai gì chưa? Dạ giờ nếu mà về bên đàn gái muốn ở đi thì có nhà xây ở riêng. À còn mà hiện tại là đang ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ em đang ở chung với ba mẹ. À vậy là cũng muốn ở làm dâu thì làm dâu, còn không thì ra ngoài cũng được đúng không? Tường sắp sửa xây nhà, qua coi xây phụ nha, xây giùm nha. Dạ được luôn. Dạ được luôn. Nhưng mà em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ cũng cao vừa vừa, tại mình cũng cao đó, đen vừa vừa cũng được. Đen vừa vừa. Đòi hỏi gì không? Tính cách con người sao? Đơn giản dạ, thì vui vẻ hòa đồng thì biết chăm lo cho gia đình vậy đó. Không có đua đòi với bạn bè là được. Rồi, mốt làm về tiền bạc kinh tế trong gia đình ai quản lý? Dạ thì em đưa hết cho bên kia và bên vợ em không giữ. Rồi được, hợp lý, gả luôn. Đừng làm eo làm sách chi nữa em. Công việc ổn định, nhà cửa đồ ngon lành được rồi. Hai người này hợp đó nha, người kiểm tra người đi làm. Vừa kiểm tra công việc mà vừa kiểm tra con người luôn đó. Bên đây cũng cao ráo, vừa đúng chuẩn bạn trai luôn đó. Rồi hôm nay mình đi có người thân đi theo không em? Dạ, em có đi với hai bạn thân Chí Cốt, chơi từ nhỏ luôn. Chí Cốt luôn dạ, ha. Giờ rồi. Làm chung luôn. Chào hai bạn Chí Cốt. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em là bạn kia của Trinh. Bạn Trinh thì rất là dễ thương, thoải mái, tính tình thì vui vẻ lắm. Đối với bạn bè thì chị hết mình luôn. Nói chung là nếu mà ai mà được làm bạn trai của bạn Trinh thì chắc là cười suốt ngày ạ. Theo cảm nhận của em thì anh trai bên đây hiền nè, có công việc ổn định nè, chín chắn nữa nè, khá hợp với bạn Trinh đó. Cảm ơn em. Quan trọng là cái chỗ ổn định, chín chắn. Và bạn trai hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với chị dâu, với anh của em. Dạ chào cô. Hèn chi nãy nghe bên đây nói không có hói, cái thấy cô cười nghiêng ngả luôn. Trời ơi thì ra đó, em chào bác gái đi kìa. Dạ con chào cô. Chào anh Hoàng Linh với chị Cát Tường. Thì hôm nay thì tới đây thì thấy cháu thì bác cũng dễ thương, một gái cũng được. Cảm ơn cô. Tôi cũng muốn là hai đứa cũng, con cũng lớn rồi, cho nó thành vợ thành chồng cho nó khỏe nữa mà. Như đó. Nãy dưới mẹ với chị cười ngã nghiêng khúc mà em đoạn hói cái là cười bịt miệng. Đừng có nhắc cái chữ hói nữa nha, tôi không thích cái chữ đó nha. Người ta hiền là được rồi. Người ta hiền, người ta có tâm tính tốt là được rồi, hói. Thôi giờ kéo màn lên đi ha, để em cảm nhận nha. Kéo màn. Ráng nha Thảo. Yeah, anh có quà tặng em. Em cảm nhận với anh như thế nào? Dạ nếu mới ban đầu thì em thấy anh hiền. Hiền thiệt mà. Cười hoài. Cười là mắc cười vụ hói đó, hiểu không? Thôi tại anh Huyền Linh cứ nhìn cũng hoài nhất được. Cô thái độ cái chuyện vụ này sao nè? Dạ cũng được. Anh thấy em sao? Thì anh thấy em nói chuyện thấy dễ thương. Thấy em cũng cao, chuyện nào cũng hợp với anh đó. Hai bạn ở Bình Dương mà gần nhau không? Em ở đâu ta? Em ở xã Hội Nghĩa của huyện Tân Nguyên anh. Thị xã Tân Nguyên. Rồi anh ở Bộ Bàn, huyện mới tách của Bến Cát. Gần á anh? Gần á, mấy chục cây á. 4-50 cây đó, cũng gần lắm á. Không, đi họp, bây giờ em bên đó cũng gặp nhau sao? Đã đến đây với nhau thì em sẽ qua tới đó thì không ngại đường xa chị. Đúng bây rồi. Bây giờ là mình công tác đoàn mình thoải mái, mình đứng lên biểu diễn tặng cô ấy một tiết mục liền. Dạ đứng lên biểu diễn coi như mình làm đoàn đi, đây là các em thiếu nhi đi. Dạ bây giờ thì em xin hát tặng bạn và tặng viên khán giả bài hát Cưới Vợ Mực Dường đi. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà này ha, biểu diễn cho cô ấy coi. Bữa nay quan trọng là cô ấy nè, biểu diễn trước mặt cô ấy. Nào bắt đầu. Từ chốn đô thành ảnh xuôi về sớm nhỏ, tìm vợ miệt về nơi sông nước miền Tây. Mênh mông trên chuyến xe đò, đi qua bao phà bắc, qua ruộng đồng mênh mông. Anh xuống xe đò xuôi ghé về xóm nhỏ, tìm vợ miệt về nơi sông nước miền Tây. Rung quá. Trời ơi vậy nó làm đoàn. Dạ không, không. Dạ không, tự nhiên hát tự nhiên nó lên rung quá anh. Anh biết tại sao rung không? Dạ thì gặp nửa bên kia. Nửa bên kia. Bây giờ hai người nắm tay nhau cảm nhận về tình yêu xíu nè. Nắm hai tay luôn thế nào? Dạ nóng. Kệ nắm đi, cảm nhận khoảng 30 giây để coi luồng điện nó có chạm vào nhau. Cái này là tôi kiểm tra. Nhìn nhau nha, kiểm tra về luồng điện đó. Nào nắm tay nhìn nhau.
sâu lắng chút xíu, xem điện nó qua thế nào, 220, 210 hay 360 điện gì đó. Anh thấy nóng nóng rồi anh Quỳnh Linh ơi. Nóng chưa? Dạ nóng nóng rồi đó. Bây giờ chúng ta nói mọi người một câu gì đó với nhau đi. Em thấy mình ở đây rồi, mình sẽ cho nhau cơ hội đúng không? Rồi mình sẽ bước tiếp con đường tiếp theo. Dạ. Rồi về chỗ đi. Lên coi. Nói cái gì mà nghe dạ ngọt sớt vậy? Dạ. Anh nghe không? Đang dụ. Nhỏ cho tôi nghe. Được. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Đặt tay vào nút bấm đi bạn, bạn trai. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bây giờ chúng ta chính thức nắm tay nhau rồi đấy. Chứ hồi nãy là mới cảm nhận thôi. Hai bạn là những con người cũng rất là hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Đây là cặp đôi mà em thấy rất là đẹp đôi, rất là xứng đôi, vừa lứa. Nó hợp về ngành nghề nữa. Một người làm, một người kiểm tra. Chắc chắn khi có quay kiểm tra thì chắc không đến nỗi đập đi xây dựng lại đâu. Cô thấy xứng không cô? Dạ, cặp đôi này xứng chắc là nhanh nhận thiệp cưới đây cô ha. Gì, cái gì quên rồi?